Thầy không dám lên, thầy sợ. Thầy xoay thầy bảo thế mà, thầy bảo là muốn cứu thằng Kiến ạ, à, thì mạng phải đổi mạng. Kiến ơi, hả? Có cái gì đây này anh à? Cái gì? Đây, lạ lắm. Tôi nhận cả biết. Này. Đây này. Hoa xin chào cô chú bác anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hoa với cô cháu mà lần trước đi với Khoa đấy thì cô cháu có nghe tin là như thế thì Khoa cũng có nhờ cô cháu nữa thì cháu có đi cùng để tìm em Chiến với lại thêm mấy người nữa nhưng mà đang chia nhau ra tìm kiếm để đi tìm em Chiến. Khoa có lấy đủ lễ vào tìm phấn người ta để người ta có tha cho để tìm thấy em Chiến không. Mọi người cũng biết rồi đấy, 3 giờ sáng mà chạy như thế thì không biết là đi đường nào thì quán chỉ biết là lên chỗ này cũng chỉ nghĩ là em Kiến bị ở chỗ này thôi. Mẹ Khoa thì đang đi đến chỗ nhà thầy rồi để nhờ thầy đến thầy giải giúp cho. Còn một số người nữa thì cũng lại đi có một cái thông tin là có gặp người như thế ở chỗ khác rồi, ở làng khác rồi, đi đến làng khác rồi, thì thế là cũng 4-5 người cũng đang đi ở cái hướng đấy nữa. Còn Khoa thì đi cái hướng này mọi người ạ, không biết là có gặp em hay không. Sự là Khoa cũng nghĩ là em ấy đã ổn rồi mà cuối cùng thế nào còn đúng một ngày nữa thôi mà lại còn như thế đấy. Mọi người nhìn này, trời tự nhiên gió nổi lên như thế này luôn này, vào đến đây gió nó nổi lên không hiểu là người ta muốn cái gì nữa. Nó càng ngày càng to luôn. Nó đã đá rồi mình rồi. Ai giờ muốn. Chắc lắm mà, lên đặt đã thử rồi mà. Mọi người ạ, Khoa cũng không. Sao lại thế nhỉ? Thật sự là Khoa đặt cái bia lễ ở đây, Khoa đã ấn thử và lay thử rồi, rất là chắc luôn. Mà Khoa vừa mới xin một cái như thế mà tự nhiên cái đồ lễ, cái thay đồ lễ. Chắc là người ta không có muốn cho xin như nào mọi người ạ. Cái này thì căng luôn. Rồi không biết thế nào nữa, tôi thấy xin mọi người. Rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Cái này là chắc là không muốn có xin như nào. Qua cái cố thôi mọi người, không biết làm thế nào nữa, cố xin bằng được. À,
còn trên các vị thần linh, thần linh thần lý đại xá bỏ quá, hết sức bỏ quá cho em Chiến, bởi vì em ấy không có ý mạo phạm, em ấy không chỉ là vô tình không biết thôi. Với lại nữa là hiện tại là bố em ấy cũng đang bệnh, chỉ còn mẹ già, có mỗi em ấy là con trai trong nhà thôi. Thì cúi xin các vị vong linh thần rừng thần núi đại xá bỏ quá, hết sức bỏ quá cho em Chiến, nếu được thì xin các vị đổ hết tội lỗi vào con cũng được, tha cho em Chiến ạ. Những người mà chưa gặp ấy thì có thể nghĩ là không có, nhưng mà đã gặp rồi thì không thể không tin được mọi người ạ. Thì bây giờ là Hoa sẽ trừ cho tàn hương xong rồi hóa vàng và sẽ đi tìm em Chiến. Hiện tại là 2-3 anh em đang ở tìm khu vực quanh đây rồi. Nhưng mà Hoa nghĩ là em Chiến, em ấy cũng chỉ ở quanh khu vực này. Đây mọi người, cái cây mà hôm em Chiến em chặt mà em bị dọa đây này. Đấy, nó có gai, cây này thì ở chỗ Khoa gọi là cây cây đu đủ rừng. Khoa nghĩ là em Chiến em vẫn quanh khu vực này thôi, bởi vì lúc Khoa làm lễ ấy, mọi người, cứ như có tiếng người cứ kiểu xung quanh ở đây luôn ấy, cứ gãy cây gãy cành, kiểu đúng như kiểu người đi đạp gãy ấy. Ai nhỉ? Mấy em đấy mà. Quý à? Có gặp không? Không gặp anh ơi. Không gặp á? Vâng. Có thấy dấu vết gì không? Không. Không thấy dấu vết gì luôn à? Có ai đi theo không? Cứ kiểu như có ai đi theo á? Vâng. Không, thế có quay lại tìm không? Có nhưng mà không. Có mà không thấy. Chỉ là gọi là có cảm giác thôi. Có cảm giác có người đi theo. Vâng. Anh vừa làm lễ xong rồi. Tí nữa đợi hóa vàng xong thì anh đi tìm cùng. Vâng. Đây là mấy anh em mà Khoa nhờ để đi tìm em Chiến cùng ấy. Đấy, toàn thanh niên thôi, bởi vì là đi thế này toàn leo núi đá, phải nhờ thanh niên mọi người ạ. Ba ơi! Ba! Dạ? Ai đấy? Mẹ ba! À mẹ à? Ô mẹ, thầy đâu mẹ? Thầy không có lên! Sao có mình mẹ? Mình mẹ thôi! Thầy bảo thầy không dám lên! Không dám lên á? Thế thì mẹ đi vào đây cho nắng. Ôi, thầy mà lại không dám lên á? Thầy không dám lên. Sao thầy không dám lên? Thầy bảo thế mẹ mà. Đi sang đây cho nào, đứng ở đấy thế. Đang làm lễ kia mà. Thầy không dám lên, thầy sợ. Thầy bảo ma ghê gớm quá. Thầy không dám lên. Thầy bảo là lên giúp chúng mày thì chết à? Thầy bảo thế. Sao lại chết? Thầy bảo ghê gớm quá, mẹ năn nỉ mãi. Thế là thầy mới lấy trứng thầy xoay. Thầy bảo là ma ở đây là
có hai cái cô 15, 16, 17 gì đấy. Ngày xưa hai người á, hai vong á. Ừ. Hai vong mà thế là từ cái thời đánh giặc thì mẹ chả biết thầy Xoay thầy bảo thế không. Thế là bị nó làm nhục cho xong rồi nó giết. Là giặc. Giặc. Có biết giặc nào? Thầy bảo là giặc. Nhưng mà là giặc. Giặc làm thế gì? Ừ, giặc làm thế là mẹ thầy mẹ năn nỉ mãi nhưng mà thầy bảo thầy không đi, thầy không Xoay. Không giúp, không dám giúp. Thầy bảo thế. Chờ mãi. Thế là hai vong nữ. Hai vong nữ cả. 17, 18 gì đấy. Thầy bảo thế. Tầm thế. Từ cái thời đánh giặc còn thôi thầy Xoay thầy bảo thế, thầy bảo thầy nhất quyết thầy không giúp. Thế là nào hai con rắn, nhưng mà hai vong nữ thì có động chạm. Thầy bảo là cái kiểu là giết rồi cái bọn kia nó đi thuê thầy về yểm thế nào ấy. Yểm đây này. Bọn nào thế? Cái bọn giặc ấy, cái kiểu hai cái vong đấy quấy chúng nó ấy. À. Rồi này chúng nó lại mượn thầy ở đâu ấy đến về yểm hai cái vong này. À, yểm lại cho quay... không, không phá bọn nó gì? Ừ, không phá cái bọn mà giết nó ấy. À. Ừ, nhưng mà thầy bảo là bây giờ cái thầy mà hay yểm bùa đây này, cấm đây này là phủ chết đâu được phủ trả nhất. Cho nên còn cái thầy mẹ Xoay hôm nay là thầy bảo là không dám đến. Không dám giúp. Thế thầy nói là giúp là thầy chết, thầy ừ, không dám. Thầy bảo thế, thầy cái thầy cao tay mới giúp được, còn thầy không dám giúp. Thầy đấy cao tay thế rồi còn gì? Thế nhưng mà thầy đang còn thế đó. Thế còn có thầy nào nữa đâu? Mẹ thầy này mình mãi thầy mới gọi thầy mới nói đấy. Thầy mà còn sợ luôn mọi người ạ. À? Thầy không dám giúp luôn, thầy sợ. Thế này thì thằng nào mà nãy làm lễ kia. Ô thế thì bây giờ là vong hai vong nữ là bắt em Chiến hay là cái người chân là, yếm? Nói chung là nó bảo là phải mạng đổi mạng chứ thôi, còn mẹ chả biết. Mạng đổi mạng thế nào? Thầy Xoay thầy bảo thế mà, thầy bảo là muốn cứu thằng Chiến ạ thì mạng phải đổi mạng. Mẹ cũng có biết à? Muốn cứu thằng Chiến thì phải mạng đổi mạng. Thế? Sức thầy nói thế thì biết đường nào mà làm nhỉ? Mẹ nói mãi là thầy cũng cố thương tình thầy sợ, thầy bảo là thầy xoay giúp. Nhưng mà thầy bảo là... Có gặp gì không? Không, có gặp không chứ? Chưa tìm được đâu, bao giờ tàn hương anh hóa vàng đi xong thì mới tìm được. Thế là... Ngồi cho đỡ mệt thì đã. Ngồi đỡ mệt đi. Là mẹ này thì mãi là bắt đầu thầy thấy tình thấy Xoay giúp, thầy bảo là ở phía dưới mẹ chả biết dưới nào nhưng mà lại gọi là có hòn đá phát sáng lấy được cái đồ yểm mùa của cái thầy ngày xưa ấy, thầy yểm mùa ấy, thầy Chấn yểm ấy bên dưới nào nhưng mà mẹ nhớ ra rồi là thầy bảo là ở hai bên nào. Mẹ cũng chả biết, bảo là hai bên, đường trên đường dưới là đều có cái đồ người ta yểm mùa ấy, yểm Chấn yểm gì ấy. Mẹ cũng chả biết gì. Hai bên là lấy cái gì làm mốc hay là gốc cây này làm mốc nhở? Thầy bảo thế thôi, còn thế không bảo là cái gì à? Mỗi bảo là đằng dưới. Nói rõ đằng dưới thì là có cái hòn đá phát sáng, còn bên trên thì không nghe nói gì, không nghe nói là cái gì, nhưng mà bảo cả hai bên là đều có. Thế thì có đồ Chấn yểm gì nữa là người chả biết. Thế là thầy bảo là phải tìm. Thế, tìm mới kiểu mới phá được Chấn yểm gì. Ừ. Nhưng mà thầy bảo thế này, tìm
bùa thì xong tìm được thì phải lại chết người đấy, không đùa đâu. Là thế nào? Tìm được cái đồ chén yểm ấy thì lại chết người. Là à, ý thầy bảo đổi mạng là như thế đấy gì? Ý là đổi mạng là như thế. Thôi không nghĩ nhiều thế đâu, cứ đi tìm đi đã. Thế tìm thằng Kiến được thì lỡ không may mày bị làm sao thì mẹ đình làm sao? Lỡ không may chết người ạ? À? Chết thế nào thì chắc thầy dọa. Dọa gì? Mẹ nhìn nhá, nhà em Chiến một mình em ấy thôi, bố em ấy thì ốm đau cả chục năm nay rồi. Mẹ già xong bà đấy, bà bảo bà khóc lu bù lu loa. Nhà mình còn có hai anh em, con có làm sao, còn anh nữa. Nhà nó có một mình nó thôi. Nhưng mà mẹ vẫn lo mà. Hay là để mẹ đi tìm thầy khác? Làm gì còn thầy nữa mà. Biết được. Nhìn mưa có như thế này thì ở trong rừng như thế này thì liệu có sống được không? Còn thầy khác, mình thầy này không được thì mình tìm thầy khác chứ. Thôi cứ để mẹ về, mẹ đi tìm thầy khác đi. Rồi người ta... Thầy đấy là thầy giỏi lắm rồi. Bảo thế nào thì mới tính xong. Không có thầy nào dám làm nữa. Không thầy nào dám nhận. Biết hay còn có thầy giỏi hơn nữa chứ. Có phải mình thầy ấy đâu. Để mẹ về, mẹ đi tìm thầy khác đi. Thì tính xong. Không sao. Không sao. Có thể có làm. À đấy, Hương cũng... Tàn rồi, hóa vàng đi. Cũng tàn rồi. Khoa hóa vàng. Thế khoa hóa vàng xem. Xong thì cả mấy anh em nữa. Thầy đã bảo như thế rồi ấy. Thì khoa sẽ tìm ở xung quanh khu vực này xem thế. Nào có thấy cái gì lạ bất thường không? Về mẹ đi theo tìm thầy khác đi, hỏi thăm thầy khác đi. Không phải tìm đâu, chỉ biết không đấy. Hóa vàng đi. Cứ đi mà hỏi thầy này không được thì phải hỏi thầy khác chứ. Đúng mọi người, khoa hóa vàng xong rồi, bây giờ là sẽ đi tìm xung quanh. Hai anh em thử tìm ra đằng sau xem nào. Cho tìm được em Kiến này, các con các cháu có sức khỏe này. Đấy, hai anh em thử tìm đằng đấy xem nào, có thấy cái gì lạ lạ không? Tìm xem. Hay là ở dưới những cái tảng đá này nhở? Ừ, cứ tìm đi. Thầy bảo là bên... Em thử gợi những cái tảng đá lên mà mình kiểu mình gợi được ấy. Xem nào, hay là ở bên dưới những cái tảng đá đấy. Cái gì đấy nhờ? Xem. Cái gì động to mẹ thế nhỉ? Mẹ sợ thế. Đi xem cho. Hay là Chiến nhỉ? Thấy gì đâu. Không có gì. Một là cây đổ nó gió như thế này mọi người. Hai là có thể là em Kiến em vẫn loanh quanh luồn cuộn ở khu vực này. Có thấy gì không, hai anh em thấy gì không? Khả năng là xuống khu vực của tập kia nhờ. Mấy đứa đi vòng lên xem. Khả năng là ở xuống xem nào, dưới ấy. Mình thắp lễ như thế này. Khả năng ở khu vực này em ơi. Quý ơi. Ở khu vực dưới này thôi, không có đằng đấy đâu, anh nghĩ ạ. Trên đá. Quý ơi. Xuống đằng khu dưới này xem nào. Đằng khu dưới. Thầy bảo là đằng dưới mà. Nhìn xem. Kiếm gì nhỉ?
222 anh em tìm tìm ở khu vực xung quanh đấy xem nào. Ở cái khu vực gần lễ đấy. Xung quanh cái khu gần lễ cây cây to to đây này. Cây đa to này. Thật sự là tiếng động này không phải là tiếng động bình thường rồi mọi người ạ. Nhưng mà nhìn không thấy cái gì luôn. Nhìn không thấy gì luôn. Nhưng mà thầy đã nói rồi là phải tìm được cái đồ trấn yểm thì mới tìm thấy em Chiến. Tôi bây giờ qua sẽ quay lên để tìm đã. Tìm cái đồ trấn yểm đã. Lại trời lại đang mưa nhé. Trời lại đang mưa. Các ông các bà này cần muốn thật ngon là phù hộ độ cho đến các quan chắc cháu này. Ăn đi là phù hộ cho con cháu cho tìm được kiếm người. Lật những cái đá này lên. Lật đá này. Quanh quanh đằng dưới đấy xem. Trên dưới mà. Trên dưới thôi còn chả biết là. Tìm xem quá lạ nhỉ. Anh ơi. Hả? Có cái gì đây này anh à? Cái gì? Đây, lạ lắm. Đâu? Lấy cái đèn mà soi xem nào. Con này em vừa bẫy lên à? Vâng. Cái gì ấy? Ủa chữ Trung Quốc à? Ôi, hình như cái này là bùa rồi. Chữ Trung Quốc mọi người ạ. Lại xem. Ôi, cái này thế thì... hai bên. Ôi, quý tìm nghĩa sang tìm ở bên trên nữa xem nào, xem thấy không? Quý tìm chưa? Ôi này mọi người. Nhanh lên, trời gần mưa to rồi. Em... Anh ơi, bên đây cũng có anh. Đâu? Bên đây cũng có anh. Đừng động vào. Để thế thôi, đừng động vào. Đấy. Cái gì ấy nhỉ? Cái này là cái bùa. Cái bùa hai bên. Cái gì mưa to hai bên. Thằng giếng. Có thấy ở dưới này nữa. Là thầy thầy bảo là ở hai bên là tìm thấy hai bên xong thì tìm cái đá phát sáng ở bên dưới à? Ừ. Đó thế. Đá phát bảo đá phát sáng ở đằng dưới. Thì nhận cả biết. Nào. Đây này. Cái này là đúng là bùa của người Tàu, kiểu như bùa người Tàu ngày xưa rồi. Với lại chữ Trung Quốc như thế này ấy. Mà ấy hẳn vào đá như thế này mà. Ờ, mờ đi rồi. Lâu lắm rồi đây này. Đừng động vào. Thôi đừng động vào nữa. Nhưng mà thầy bảo là phải phá đi à? Tìm được. Tìm được hay là phá? Không phải phá, tìm được. Nghĩa là tìm được cái đá phát sáng. Là tìm được thằng Chiến. Thế thì khả năng bên dưới là bên này rồi. Hai bên. Thế thì đúng là cái này là cái lấy mốc ở cái gốc đa này. Gốc đa này. Ờ. Thế thì ở dưới này rồi. Xuống tìm đi em ơi. Tìm ở khu vực dưới này. Trời thế nào tự nhiên lại mưa chứ lại. Mưa to chứ.